Thái Lan đau đầu vì đội trưởng Chanathip. Đội tuyển Thái Lan và huấn luyện viên Mano Polking thực sự đau đầu trong việc triệu tập Chanathip cho những trận giao hữu trong lịch FIFA vào tháng sau. Mano Polking vắt óc suy nghĩ về việc gọi Chanathip trở lại đội tuyển Thái Lan, tờ Siam Sport viết về quá trình tập trung của nhà đương kim vô địch AFF Cup. Chanathip Songkrasin không tham dự AFF Cup 2022 để nhường chỗ cho những người mới, cũng như tập trung cho câu lạc bộ Kawasaki Frontal. Cách nay 2 tháng, đội trưởng Thái Lan trở về tập trung để thi đấu 2 trận giao hữu với Syria và UAE. Thái Lan thua cả 2 trận đấu này, nên việc cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA không như mong muốn. Tháng sau lịch FIFA trở lại và Thái Lan tận dụng thi đấu cả 2 trận giao hữu, làm khách của Đài Bắc Trung Hoa ngày 16 tháng 6 và sau đó là trận đọ sức trên sân Hồng Kông ngày 19 tháng 6. Những thất bại vừa qua khiến Thái Lan bị đánh tụt hạng trên bảng FIFA, hiện xếp 114. Mục tiêu của Thái Lan là lọt vào top 10 thế giới, thành tích mà Việt Nam là đội tuyển duy nhất ở khu vực Đông Nam Á đạt được. Chính vì thế, Mano Polking rất muốn triệu tập Chanathip trong đợt thi đấu vào tháng sau. Những trận đấu sắp tới nằm trong lịch FIFA, nên Kawasaki Frontal phải nhả Chanathip nếu Mano Polking quyết định gọi đội trưởng 29 tuổi. Luan Phan Lam Sam hay Madam Pang cũng muốn có sự phục vụ của Chanathip để giúp Thái Lan cải thiện thành tích. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Messi Thái vừa trải qua ca chấn thương nặng. Anh mới hồi phục gần đây và cần thời gian để có cảm giác bóng cũng như thể trạng tốt nhất. Mano Polking dự kiến sẽ liên hệ trực tiếp với Chanathip trước khi đưa ra quyết định. Thái Lan dự kiến công bố danh sách vào đầu tháng. Ngoài Chanathip, huấn luyện viên Mano Polking dự kiến triệu tập hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Nicolas Mikkelsen, Odense BK, Đan Mạch và Supachok Sarachak, Hokkaido Consadole Sapporo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.